Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành công văn số 3576 về phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 19 tháng 10. Căn cứ tiêu chí cấp độ dịch, tình hình dịch COVID-19 và số người đã tiêm phòng vaccine COVID-19, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết định phân loại cấp độ dịch như sau. Cấp tỉnh, tỉnh Bình Phước hiện đang có nguy cơ dịch ở cấp độ 2. Cấp huyện có 11 trên 11 huyện, thị, thành phố có nguy cơ dịch ở cấp độ 2. Cấp xã có 110 trên 111 xã có nguy cơ dịch ở cấp độ 2. 1 trên 111 xã có nguy cơ dịch ở cấp độ 3, đó là xã Tân Thành, huyện Bù Đốp. Công văn cũng yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai các hoạt động phòng chống dịch phù hợp với mức độ nguy cơ về dịch bệnh của từng xã, phường, thị trấn theo quy định. Tính từ 18 giờ hôm qua đến thời điểm hiện tại, Bình Phước ghi nhận thêm 12 ca dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm trên địa bàn tỉnh là 1.537. Trong đó có 129 ca đang điều trị. Tổng số ca xuất viện là 1.395, tổng số ca tử vong là 13 ca.